Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại Tướng có dừng tay hay vẫn tiếp tục cuộc chiến vương quyền? Ngày 4 tháng 8, lót hoàng trường trên VOA tiếng Việt bình luận Hội nghị Trung ương bầu Tô Lâm làm tổng bí thư Cái bất thường tại sao lại bình thường? Tác giả đặt vấn đề ngay vua đã vững Liệu Tô Đại Tướng có chịu nhường lại cương vị mang tính nghi lễ cho phe quân đội là Đại Tướng Lương Cường hiện là thường trực ban bí thư? Bài bình luận trên blog Hoàng trường VOA. Tác giả trích dẫn thông tấn xã Việt Nam cho biết, tại hội nghị sáng ngày 3 tháng 8 căn cứ vào các quy định của đảng trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối là 100% để bầu Tô Lâm làm tổng bí thư đảng khóa 13. Tác giả cho rằng có một vài ẩn số trong phương trình bầu tổng bí thư. Thứ nhất, tại sao đảng phải trưng ra ngoài. Đây là một hội nghị trung ương bình thường chứ không phải bất thường. Thứ hai, thông báo cho biết trung ương đã thảo luận dân chủ suy tôn thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%. Đã suy tôn lại còn tuyệt đối. Nếu không công bố danh sách ban kiểm phiếu thì muốn mấy trăm phần trăm trả được. Ở đây Trung ương muốn nhấn mạnh điều gì khi chữ suy tôn trong tiếng Việt thường chỉ dùng cho ngữ cảnh suy tôn một vị vua hay một anh hùng dân tộc. Thứ ba, Liên quan đến thời điểm hội nghị, điều này rất quan trọng đối với các nước Á Đông. Ngày 3 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày cuối của tháng 6 âm lịch, trung ương đảng hợp đúng vào lễ thất tuần của Tổng trọng. Phải chăng trung ương đang tránh tháng 7 âm lịch? Nhưng theo mật tông, đó mới là tháng linh thiên. Hình ảnh tân Tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhận xét, cố Tổng bí thư được đánh giá cao là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhưng lại không được suy tôn. Ba ẩn số nêu trên đặt câu hỏi cho bức tranh toàn cảnh của phương trình chuyển giao quyền lực giữa kiển nguyên Nguyễn Phú Trọng sang giai đoạn Đại tướng Tô Lâm. Tác giả cho biết, chân mệnh đế vương của tân Tổng Bí Thư thực ra đã được dự báo trước cả thời điểm ông được Quốc hội Việt Nam bầu lên làm Chủ tịch nước hôm 20 tháng 5. Trong lịch sử của đảng chưa từng có tiền lệ, một đại tướng công an chỉ trong vòng hơn 2 tháng đã vào ghế tổng bí thư đảng một cách ngoạn mục, hầu như không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nhỏ nào tác giả cho hay, theo một nguồn tin nội chính không tiện tiết lộ, trước hội nghị trung ương ngày 2 tháng 8, bộ chính trị cũng đã nhóm họp để quyết định giới thiệu nhân sự cho ban chấp hành trung ương bỏ phiếu vào ngày hôm sau. Hình ảnh đại tướng Lương Cường. Theo thông tin rò rỉ, cũng có ý kiến muốn gộp hai chiếc ghế bộ tứ truyền thống của Việt Nam là tổng bí thư và chủ tịch nước vào làm một. Tuy nhiên, đa số trong bộ chính trị vẫn kiến nghị tách hai trung tâm quyền lực chứ không nhất thể hóa như một số ý kiến đề xuất. Tác giả cho biết qua tuyên thệ của Tổng bí thư, cũng như tại buổi họp báo vào ngày 3 tháng 8, giới quan sát không nhận thấy bất cứ một độ vênh nào trong đường lối mà Tô Lâm cam kết sẽ theo đuổi so với cố tổng trọng trước đây. Điều này là hiển nhiên vì Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng muốn tỏ ra cho bên ngoài thấy rằng Đảng là một khối sức mạnh thống nhất, cho dù thực tế chưa bao giờ là như vậy kể từ ngày thành lập. Tác giả cũng cho biết theo dư luận các giới, những lá phiếu sáng ngày 3 tháng 8 chỉ có giá trị đến hết đại hội 13. Những cuộc đua tiếp theo giành vị trí A1 tại đại hội 14 của tân tổng bí thư liệu sẽ chủ động hơn thời gian qua. 63 giám đốc công an tại các tỉnh thành do đích thân Tô Lâm bổ nhiệm, thở ông đứng đầu ngành công an, sẽ là những chỉ điểm cho Tô Đại tướng. Họ có thể khống chế các bí thư và chủ tịch lướt qua hàng rào các yếu nhân bao quanh tầng tổng bí thư, nhiều đồng chí trung ương đã trót nhúng chàm, chắc chắn cảm thấy nghẹt thở. Vừa lên ngôi, Tô Tổng đã hạ bệ 4 ủy viên trung ương. Ngày 3 tháng 8, BBC Tiếng Việt Loan Tình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 3 ủy viên trung ương mất chức. Theo đó, các ông Lê Minh Khái, Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký và Chậu Văn Long vừa bị thôi chức theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng chiều ngày 3 tháng 8, BBC dẫn thông cáo do Văn phòng Trung ương Đảng phát đi chiều ngày 3 tháng 8, trong phiên làm việc buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC liệt kê 4 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 vừa bị cho thôi chức tại hội nghị lần này gồm có phó thủ tướng lê minh khái bộ trưởng tài nguyên môi trường đặng quốc khánh bí thư quảng ninh nguyễn xuân ký bí thư tuyên quang chậu văn lâm theo bbc các ủy viên trung ương đảng này bị kết luận đã vi phạm các quy định của đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thông cáo nêu rằng những vị lãnh đạo này vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Như vậy, theo BBC, sau khi bốn ông này thôi chức ủy viên, Ban chấp hành Trung ương Đảng hiện còn 171 ủy viên. Từ quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các chức vụ trong chính quyền của bốn người này sẽ được các cơ quan hữu quan làm thủ tục miễn nhiệm. Cụ thể, việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng của ông Lê Minh Khái và Bộ trưởng của ông Đặng Quốc Khánh sẽ được quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. BBC nêu tiểu sử của từng ủy viên bị cho thôi chức lần này. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, sinh năm 1964, quê Bạc Liêu, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Khái từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2014, sau đó trở thành bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu tháng 10 năm 2017, ông làm tổng thanh tra chính phủ. Ông được Quốc hội bổ nhiệm giữ chức phó thủ tướng vào tháng 4 năm 2021, được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp như kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước. Và đây là hình 4 ủy viên Trung ương Đảng bị hạ bệ lần này với Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh. BBC cho biết, ông Khánh sinh năm 1976, quê Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết của khóa 12 và chính thức của khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Ông Khánh từng là chuyên viên phòng thẩm định thuộc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh này như Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Tháng 5 năm 2023, ông được Quốc hội bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. BBC tiếp tục nêu tiểu sử Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Ông Ký sinh năm 1972, quê Nam Định, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng giữ nhiều chức vụ ở tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, ông Ký làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. BBC cho biết thêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Cuối cùng, BBC đề cập đến bí thư tuyên quang Chậu Văn Lâm. Ông Lâm, sinh năm 1967, quê tuyên quang, là ủy viên Trung ương đảng khóa 13, đại biểu quốc hội khóa 14. Ông có nhiều năm công tác tại tuyên quang, từng giữ chức vụ giám đốc sở kế hoạch đầu tư, phó chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, tháng 3 năm 2015, ông Lâm được bầu làm bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang và giữ cương vị này từ đó cho đến nay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vừa lên ngôi, Tô tổng đã hạ bệ 4 ủy viên Trung ương